Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Kính lễ Tổ Sư Huệ Năng. Hôm nay con thành tâm đảnh lễ chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Tôn Đức Phàm Thánh Nhị Bộ Tăng Già. Con xin phép để trùng tiên lại, chia sẻ lại cho những huynh đệ có cái tâm muốn tìm cầu học đạo. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2020. Giờ này là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cùng ngày với quốc nội Việt Nam, giờ này là 6 giờ 30 phút tối. Huynh đệ mình bắt đầu khai giảng học một bộ kinh. Một bộ kinh rất là có ý nghĩa. Đúng lý ra thì bộ kinh này được gọi là ngữ lục hoặc gọi là luận. Nhưng vì với cái lời phó chúc của tác giả đó là Huệ Năng Tổ Sư, vì vậy mà đệ tử của tác giả, đệ tử của Lục Tổ soạn lục lại theo cái duy nguyện của thầy mình. Vì vậy mới để bộ kinh này là kinh. Bởi vì xưa nay quý vị thường nghe nói kinh là lời của Phật, luận là lời của chư vị Bồ Tát cũng như các vị tổ sư đắc đạo. Riêng về bên thiền thì những bài của các vị thiền sư thì gọi là ngữ lục. Đó là tôi muốn vừa giới thiệu vài nét như vậy. Bữa nay thì có lẽ mình chưa có đi vào chính vào cái chánh văn bên trong, nhưng mà cần rất nhiều cái điều cần huynh đệ mình cần chia sẻ. Nói cho đủ tên bộ kinh này đó thì gọi là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Thí Pháp Đàn Kinh. Mới gom lại gọn đó là Kinh Pháp Bảo Đàn. Mà bộ kinh này nó còn có một cái vấn đề nữa là Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Tôi xin nhắc trở lại, nếu nói cho đủ cái tên bộ kinh này, tên là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Thí Pháp Đàn Kinh. Có nghĩa là chữ thí đây là bố thí, mà thí đây là bố thí pháp. Bố thí pháp. Tại vì bố thí nó có ba, có nghĩa là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nhưng mà cái chữ thí này sở dĩ nó nằm ở trong cái vấn đề bố thí, nhưng mà đặt nặng về hai cái vấn đề là thí pháp và thí vô úy. Có nghĩa là Lục Tổ nói cái kinh này với một cái tấm lòng để truyền trì mạng mạch đạo pháp, làm tỏa sáng cái ngọn đèn thiền, làm cho mọi người đạt tới cái trình độ gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy mà gọi là Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Cái chữ Nam Tông Đốn Giáo này đó, nó có nhiều cái điều phải suy nghĩ. Thứ nhất là ta đọc lại trong những cái trang kinh của Pháp Bảo Đàn,
thì chúng ta cứ ngỡ rằng nó khác cái chỗ là không có nói những cái việc mà Bồ Tát ở bên ngoài, không có nói những cái việc gọi là chấn động đất đai, chấn động san hà đại địa, không có nói việc là phóng hào quang chiều chiều thấu suốt ở trên 18 tầng trời, ở dưới 19, 18 địa ngục, không có. Có nghĩa là cái bộ kinh này, vì vậy mà cho nên mới đặt cái chữ Nam Tông. Nam Tông mà Nam Tông đốn giáo tối thượng thừa ba Ma Bát Nhã Ba La Mật Kinh, đó là một việc. Nhưng mà cái việc thứ thứ về lịch sử đó thì Nam Tông đốn giáo. Nam Tông này có nghĩa là nhằm nhắc lại lịch sử của thời bấy giờ, là gọi là Nam 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 Năng Bắc Tú đó, là ở ở phương Nam thì có ngài Huệ Năng, mà phương Bắc thì có ngài Thần Tú đó, cho nên cái là Nam Nam Năng Bắc Tú. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ rằng lấy cái nghĩa mà tôi đã nói đầu tiên nó thấm thía hơn. Nam Tông đốn giáo. Bởi vì bộ kinh này đặt nặng vào cái vấn đề đốn giáo tối thượng thừa Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Cái điều ngày nay thì các huynh đệ biết rằng hiện bây giờ ở trên thế giới thì dường như ai cũng hướng về những cái lời giảng của Đức Đạt Lai Đạt Ma, coi như là một ta coi như là một vị Phật Phật sống vậy. Đúng, Đức Đạt Lai Đạt Ma có những cái điều rất là đặc biệt, là ngài là một con người gọi là cả bao nhiêu vị vương quốc, thậm chí cả lãnh đạo Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này cũng cũng kính nể, cũng quý kính. Thế thì Đức Đạt Lai Đạt Ma, đại đa số các bài giảng của Đức Đạt Lai Đạt Ma đều giảng xoay quanh về Bát Nhã Ba La Mật, hay nói khác hơn là dài luận trung quán, hay là tứ tứ niệm xứ cho tới luận trung quán, cho tới kim cang, cho tới Bát Nhã Ba La Mật. Thì như vậy tôi giới thiệu sơ vậy thôi, rồi khi mình đi vào thì mình sẽ hiểu nhiều về vấn đề này. Thì theo lời đề nghị của chư huynh đệ thì tôi sẽ giảng cái bản kinh của Đôn Hoàng. Đôn Hoàng có nghĩa là động Đôn Hoàng, chữ Hoàng này có rê, là cái động Đôn Hoàng. Tìm tìm cái bản kinh này ở động Đôn Hoàng. Mà Lục Tổ Huệ Năng bấy giờ được khải thỉnh giảng ở Thiều Châu, chùa Đại Phạm. Mà đệ tử của ngài biên tập soạn lục. Thì đó là tôi giới thiệu sơ nét. Và tôi cũng xin là lấy cái bản dịch của Hòa Thượng Mãn Giác. Hòa Thượng Mãn Giác là cái bản dịch mà tôi thấy dễ 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 có thể dễ dàng cho tôi để chia sẻ với quý vị. Đó là những điều tôi nhắc căn bản trước. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói về sơ nét. Vài lời tán dương thâm nghĩa Kinh Pháp Bảo Đàng. Kinh Pháp Bảo Đàng là loại kinh mà để học chứ không phải để tụng. Mà hay mình nói sâu xa hơn là tất cả các kinh điển dường như không có kinh nào để mà gọi là tụng hết á. Là kinh để học, học để tu, học để sửa, chứ tu là sửa, học để sửa mình. Rồi thứ hai là tu là trau dồi, học để trau dồi, bồi bổ kiến thức, trí tuệ. Và thứ ba là học để chuyển đổi. Như vậy, tu là vậy đó. Với một khối đá mà cái người điêu khắc họ nhìn khối đá đó là tượng Phật,
thì cái người thợ đó họ chỉ cần đục bỏ những cái phần không phải tượng Phật thì tượng Phật hiển lộ. Với người điêu khắc, gặp một khối đá quý hay là gặp một khối đá hoa cương nó có màu sắc lạ lùng thì người ta nhìn khối đá là pho tượng, thì họ chỉ cần đục bỏ những cái phần dư thừa của pho tượng thì pho tượng đó hiển lộ. Đức Như Lai là người hướng đạo, không phải là người mà bồng ta từ bên bờ này để đem qua bờ bên kia. Cho nên chúng ta giàu có đọc, có học Lão Thông Tam Tạng kinh điển đi chăng nữa, nhưng mà cái chính yếu là chúng ta phải trở lại với cái tâm Phật bất sanh bất diệt của mình. Như người trí họ soi gương để nhìn mặt mình, thì người học Phật, người đệ tử Phật chân chánh học Phật để quay lại chính tự tâm mình. Đó là người tín đồ, bất cứ là xuất gia hay tại gia, là người tín đồ gọi là thiệt của đạo Phật. Tôi xin nhắc trở lại, một khối đá với người điêu khắc nhìn thấy đó là tượng Phật thì họ chỉ cần đục đẽo những cái phần dư của cái khối đá thì khối đá kia trở thành tượng Phật, hay là phần dư của tượng Phật thì nó sẽ hiển lộ tượng Phật. Đức Như Lai là người hướng đạo, là người dạy cho ta cái con đường đi nước bước để cho ta cố gắng vượt qua từ bờ bên này sang bờ bên kia. Chứ Đức Như Lai không phải là người bồng ta từ bờ bên này bỏ sang bờ bên kia. Thì dù ta có học, có đọc Tam Tạng Kinh Điển nhiều đi chăng nữa, nhưng mà việc chính yếu học kinh, tụng kinh, theo kinh, lời Phật dạy là cốt để trở về, quay trở về với cái tâm bất sanh bất diệt, đó là tâm Phật của chính mình. Cũng như người soi gương, người trí họ soi gương để họ nhìn lại cái mặt của mình. Học kinh là quay lại chính tự tâm mình. Cái bài kinh này đúng là tôi nghĩ rằng làm như cái một cái duyên như thế nào đó. Tự nhiên bữa nay mình khai giảng cái bài kinh này cũng là cái dịp mà trong cái ngày lễ Phật đản, trong cái tuần lễ Phật đản. Hoàn toàn không có nghĩ trước, không có chuẩn bị trước. Hôm trước tôi thông báo là chừng nào học hết kinh Di Đà rồi mình sẽ học kinh Pháp Bảo Đà, không có chuẩn bị trước. Không, mà không ngờ nó đi ngang như vậy, cho nên tôi mới nhắc như vậy. Nhắc như vậy là các huynh đệ mình, anh em mình nói mà kiểu như là có thứ đệ là thầy trò mình học kinh điển là chính yếu để quay về cái tâm Phật bất sanh bất diệt của mình. Cho nên cái ngày Phật đản là cái ngày trở về gội rửa những cái gì mà nó bám víu xưa nay, nó bị nhiễm ô trong tâm thức, những cái bồng bềnh diệt sanh, những cái vui mừng buồn giận, những cái phải quấy hơn thua nó làm nhiễm ô tâm thức. Cho nên mỗi lần tới ngày Phật đản là ngày gội lại, gọt lại, rửa lại. Cho nên gọi là Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Tổ, Ngũ Trược Chúng Sanh Lịnh Ly Cấu và Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Pháp thân con và pháp thân mười phương chư Như Lai đều đồng nhau không khác. Báo thân con thì có sai khác, bởi vì báo thân con là do cái nghiệp, do cái tạo tác của con trong quá khứ có thiện có ác, cho nên ngày nay sanh ra cuộc đời này nó có vui có buồn, có vinh có nhục, có sang có hèn, có xấu có đẹp. Nhưng mà pháp thân của ta và mười phương chư Như Lai đều không khác. Vì vậy mà khi Huệ Năng tới gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, hỏi ông là người từ phương nào tới, nói dạ thưa tổ, con là người từ lĩnh Nam tới. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, lĩnh Nam là cái nơi quê mùa thất học, mang di mọi rợ,
tới đây để làm chi? Nói dạ thưa tổ, thân hòa thượng và thân con thì có sai khác, nhưng mà tánh của hòa thượng, Phật tánh của hòa thượng và Phật tánh của con không có sai khác. Con người thì có Bắc Nam, chứ Phật tánh thì không có Nam Bắc, thưa hòa thượng. Đây là một câu nói mình nghe như là lớn lối, nhưng mà thật chất đó là giữa người trí với người trí, giữa một người đắc đạo và một người cầu đạo, để minh chứng rằng cũng tỏ thông đạo lý. Cho nên ngũ tổ gì, ông tới đây làm gì? Nói dạ con tới đây chỉ cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác. Cho nên nếu mà chư huynh đệ mình hiện giờ đang nghe đây là đại đa số là người trí không nè. Tôi biết đại đa số là người trí mới gọi là tha thiết muốn nghe Kinh Pháp Bảo Đàn. Không phải là tôi khen vậy là té hen nha, mà tôi biết là người trí. Thì bây giờ các vị nghe Kinh Pháp Bảo Đàn để các vị làm chi? Để muốn biết kinh này dạy vấn đề để cầu thành Phật chứ không cầu việc gì khác á, thì nghe kinh này các vị thấy nó vui lắm. Mà các vị nghe kinh này để các vị coi cái trong lời kinh nó có chỗ nào để cầu nguyện không, để cầu siêu cho những cái vong linh không, để coi có cầu an hay là cầu chỗ nào để cho nó tiền nó chảy vô nhà vô túi không, thì nghe Kinh Pháp Bảo Đàn là nó không hợp với các vị. Tôi nói trước như vậy. Có nhiều huynh đệ cũng nói với tôi rằng thầy cố gắng nói những cái bài kinh thấp để cho nhiều Phật tử được nghe. Tôi nói được, thì bây giờ tôi chỉ nói là bây giờ các vị muốn như vậy thì tôi nói những cái bài kinh mà đó, mỗi buổi trưa mà có cái ông đạo hữu ông lại nói tầm phào ba đế vậy là thừa dịp đó là tôi lòn vô nói những cái bài kinh căn bản đó. Các vị cứ việc mình ở cuộc đời này có những cái chuyện mà chúng ta trong đêm đen mà chúng ta còn cố gắng đi môi tìm những cái gì để mà phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở được, thì hà huống mình sống ở trần đời này dùng đối đi chiếu với nhau qua ngôn ngữ văn tự, thì những cái gì đó tôi nói đó đều có ý trong đó hết đó. Tôi bây giờ không phải là một con người mà để cho huynh đệ nhìn tôi để nói tốt nói xấu, mà tôi là một con người muốn đem những cái hiểu biết, những cái học hỏi trùng tiên lại những lời chánh thống của Phật giáo. Các vị nào bây giờ còn có tư tưởng nhìn tôi để coi tôi tốt hay tôi xấu, nhìn tôi để coi tôi hay hay tôi dở, thì không nên làm bạn với tôi nữa. Kết lóc bạn rồi đi. Unfriend đi. Còn nếu những vị huynh đệ nào mà chấp nhận bằng lòng làm bạn đạo, phải cùng chí hướng, cùng nguyện, cùng hạnh, để mình làm cho nó tỏ ngộ cái nền chánh giáo của Như Lai. Bởi vì như cái chủ trương của Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn này đó, làm sao mà thấy được gọi là kiến tánh đi, làm sao mà thấy được rõ ràng mỗi người kiến tánh. Khi mà thấy tánh rồi đó thì bắt đầu mình đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Mình không khẳng định mình là cái gì thì làm sao mình có thể tu được. Nếu như các vị cứ khẳng định mình là chúng sanh mãi, chúng sanh hoài, thì các vị có tu hoài, tu mãi nữa cũng là chúng sanh thôi. Thì bây giờ cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh, từ thời Đức Phật cho tới thời Lịch Đại Tổ Sư, đều khẳng định rằng chúng ta có cái tâm Phật bất động. Thì làm thế nào mà mình phải khẳng định mình là Phật, là có tâm Phật bất động đi. Rồi từ đó, mình mới cố gắng, mình mới trao dồi, mình mới sửa đổi ngày một chút, đợi một chút, đợi một chút. Cái gì sai mình sửa. Thì riết rồi đó, thành Phật lúc nào không hay à. Chứ còn mà các vị không chấp nhận mình là Phật, không thấy tánh của mình là Phật, mà các vị cứ mài mò, các vị cứ hụp lặng, bao giờ chúng ta mới ra khỏi cái biển sanh tử trần lao? Cho nên các vị nên nhớ rằng, có một vị thiền sư khi mà đi học với thầy mình, đi học về rồi thấy thầy mình nửa đêm mài mò cứ lụm cụm mà đọc kinh mà gió cái cửa sổ như thế này, là sáng nay tôi mở cửa sổ ra và ấm áp là cho các vị nghe tiếng chim kêu đó,
cứ mài mò mà cái cửa sổ thì gió nó bay vào thì cái ngọn đèn trong nó tắt, cho nên phải trong cái ngọn đèn trong. Mà hạ trong cái ngọn đèn trong thì phải lấy cái giấy mà dán lại ngay cái chỗ mà cái ngọn đèn nó sợ gió nó thổi vào tắt. Thế thì cứ mài mò, rồi có một cái con ong, có một cái con ong nó tình cờ nó bay lọt vô được rồi, giờ nó thấy cái đèn sáng nó muốn bay ra, thấy ánh sáng nó muốn bay ra, nhưng mà nó gặt nổi là cái cửa mở tan quát như thế này nè, mà lại là tối, còn cái ngay cái ánh đèn kia nó cho là sáng, cho nên nó cứ nó bay xè 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 ngay cái miếng giấy mà che cái ngọn đèn đó. Một vị thầy đệ tử thiền sư đó được đi học, cho nên cũng được lão thông lời Phật, lời tổ, cho nên đi ngang mới làm một bài kệ, đó là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ hà nhật sức đầu thì. Không môn bất khẳng xuất, không có cửa mà ngươi cứ ngươi cố gắng ngươi tìm lối ra. Nếu mà cái người mà biết cái lối ra rồi thì hà nhật xuất đầu thì. Còn cái chỗ mà thấy ánh sáng như vậy đó mà lao vào cứ ngỡ đó là ánh sáng thì coi chừng là con thiêu thân. A Tùng Phù cứ nghĩ là đạo Phật là đạo coi như là giúp đỡ, đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo cho ban gì tặng gì đó, nhào vô thì không khéo thì giống như con thiêu thân. Nhào vô đạo Phật, tu theo đạo Phật là phải biết rằng như người trí soi gương để nhìn lại mặt mình, học Phật rồi để quay lại tự tâm tính mình thì mới đó là cái người gọi là hiểu đạo Phật, biết đạo Phật. Còn bây giờ ngày nay các vị thấy đạo Phật mình ngày nay nó bị len lỏi bởi đạo Phật chính trị, đạo Phật kinh tế, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật tôn giáo, đạo Phật mê tín. Ngày nay coi như đạo Phật mình đã lai căng hết rồi. Mà đạo Phật chánh tông là đạo Phật ba la mật trí tuệ bát nhã đó thì coi như nó lung lai hết rồi. Lung lai hết. Cho nên cái con virus corona này á, nó có thể cũng nó là một cái thiên thần. Nó quỷ vật mà nó cũng là thiên thần để nó chỉnh đốn lại một số cái vấn đề cho một số tăng ni thấy để mà quay đầu trở lại, để hãy hùng kinh sợ để mà lo mà chỉnh đốn lại cái đạo Phật. Dĩ nhiên đạo Phật thiệt thì không ai làm lung lay được, nhưng mà ý tôi nói đạo Phật chỉnh đốn là cái đạo Phật kinh tế, đạo Phật chính trị, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật tôn giáo, nhiều thứ đạo Phật. Còn đạo Phật thiệt thì mình đâu có nói gì, đạo Phật thiệt thì nó như như bất động. Vì vậy mà mỗi năm tới ngày Phật đản là cái ngày mà để mình tắm gội lại ông Phật của chính mình, chứ không có cái ngày Phật đản mà mình là cái thứ gì mà đi mà múc nước mà dội trên đầu ông Phật Thích Ca Mâu Ni hết đó. Hay là ông Thái Tử Tất Đạt Đa hết đó. Mình không đủ cái phước đó đâu mà mượn cái hình ảnh đó để nhắc lại mỗi lần Phật đản là mỗi lần là ngã kim quán mộc, là con nay tắm lại chư Như Lai. Chư Như Lai có nghĩa là các Như Lai, là các bậc giác ngộ ở trong tâm thức của con từ xưa nay đã có sẵn. Mà tại vì con không đem nó, Chư Như Lai nó ra sử dụng. Hay nói khác hơn là mỗi một lần khởi lên một tâm niệm lành, mỗi một lần khởi lên một tâm niệm từ bi, hỷ xả, bố thí, ban ơn, bao dung, độ lượng, là mỗi một Chư Như Lai, một Như Lai. Vì vậy mà trong tâm thức của ta nó rất nhiều cái khả Chư Như Lai ở trong đó mà mình không có đem ra sử dụng, mà mình đem ra những thứ buồn, giận, ghét, thương, phải, quấy, tốt, xấu, vân vân, đem ra những thứ mà nó bồng bềnh sanh diệt, đó là cái của mình. Còn những cái thứ mà khoan dung, mà độ lượng,
mà vị tha, mà vô ngã, mà đại từ, mà đại bi, mà đại hỷ, mà đại xả, mà bố thí, mà trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, những cái thứ đó mà mình không đem nó ra sử dụng. Chư Như Lai hiện hữu sờ sờ như vậy, mà nếu mình biết đem ra sử dụng thì Chư Như Lai luôn luôn hộ trì cho mình để mình an, mình ngủ yên, mình ăn ngon, mình cảm thấy bằng lòng với cái cuộc sống thực tại, bằng lòng với cái cõi thiên đàng, cực lạc, niết bàn, giải thoát, giác ngộ ngay hiện tại. Vậy mà mình không đem Chư Như Lai đó ra mà hộ trì cho mình, mà mình đem những thứ mà tham dục, dâm dục, thực dục, đem những cái thứ mà tài, sắc, danh, thực, thì, đem những cái thứ mà trạo hối, hôn trầm, thì miên, sân giận, đem những cái thứ mà gọi là phiền não ra mà mình sử dụng thì Như Lai nào hộ cho mình được? Thật sự Như Lai ở sát bên mình, ở hiện hữu với mình từ vô thủy kiếp tử sanh tới ngày hôm nay, vậy mà mình không diễn kiến Như Lai. Cho nên cái bài mà tôi cũng biết đó, về mặt sự tướng á, thì tôi cũng mỗi lần đứng trước Đức Phật thì tôi cũng có một cái sự mà thành kính. Tôi cũng nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiên Như Lai diện sắc thân. Có nghĩa là khi Phật còn tại thế thì ngã trầm luân, con trầm luân, nhưng mà kim đắc nhân thân nay con được thân người thì Phật đã diệt độ. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, buồn thay cho cái tự nhìn thấy cái nghiệp chướng của thân con. Bất kiến Như Lai gì vậy mà con không gặp diễn sắc thân của Như Lai. Cái bài đó thì nghe nó hay, thì nó rằng hay là thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, ngẫm chi những bậc tiêu ta mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Nè, tôi xin mượn lời văn của Thi Hào Nguyễn Du nó. Cái bài đó nghe thì nó thấm thiết lắm, nghe mình cũng thấm, mà cái người ngồi ở sao trời ơi nghe tha thiết vậy đó. Gặp mà mấy ông thầy mà tụng kinh mà cái giọng mà được giỏi nữa nghe, cái giọng mà gọi là tán tụng hay đó, là coi như xuống cái bài đó lên là thôi mấy bà lết hết. Phật tại thế thời ngã trầm luân, nghe đúng quá đi chứ, nghe đúng quá. Khi Phật tại thế con trầm luân, mà bây giờ con được thân người rồi, Phật gặp diệt rồi, buồn thay vì nghiệp chướng mà con không gặp sắc thân Như Lai. Nói vậy là thật sự ra nó hiểu mới có một chi phần thôi. Người học Phật thiệt phải biết rằng pháp thân, hóa thân, báo thân, Như Lai có tam thân lận. Chứ Như Lai không hề có một cái thân như mình nghĩ đâu. Cho nên tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cụ đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiệt. Trời ơi, cái bài nó tuyệt vời như vậy đó các vị. Cái vấn đề mà tấm Phật là con nay tấm gọi Chư Như Lai, con nay tấm gọi lại, bởi vì xưa nay á, là con bỏ lãng quên cái Như Lai của con, làm cho cái Như Lai tâm của con, Chư Như Lai của con nó bị lu mờ. Cho nên vì vậy mà bị bụi đó, nó che, nó trắng, nó bám. Cho nên vì vậy mà con cứ sống với những cái thứ mà vui, mừng, buồn, giận, ghét, thương, phải, quấy, thân, sơ, hay là hỉ, nộ, ai, cô, hỉ, nộ, ai, tự nhiên đó là thất tình á, hỉ nộ đó, tự nhiên có cái đầu tôi khùng không khùng vậy đó các vị. Cho nên bởi vậy các vị cảm thông cái gì mà cho tôi nói là tôi nói đi, để không khéo là 5 năm 10 năm nữa là bắt đầu nó khùng luôn. Nó tự nhiên cái thất tình cái nó quên gan vậy nè. Hỉ nộ ái ố đó, khùng rồi đó, khùng thiệt rồi đó các vị thấy chưa. Cho nên á, mình bỏ quên cái Như Lai, mình để cho Như Lai mình bị lấp vùi. Vì vậy mà mình sống với những cái thứ mà nó bồng bềnh, nó bám vào là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn đó, hỉ nộ ai cụ ái ố dục đó.
đó, mình sống với những cái thứ đó, sống với thất tình, sống với bác phong, gọi là bác phong thì gọi là khổ lạc cơ sân đó, sống với thập tiền thập sự, mình lấy cái đó làm cái của mình lấy cái giận cái của mình. Tôi nghe cái tôi mắc giận, tôi nào mắc giận, cái tôi ở đâu mà mắc giận? À, tôi thấy cái là tôi mắc ghét à, cái thấy của tôi ở đâu mà mắc ghét? À, đó. À, hỷ nộ ai cựu ái ố dục là thất tình đó, nhiều khi muốn nói cái nó quên ngang vậy nè. Hỏi các vị coi những cái đó ở đâu, cái mà các vị mắc giận và mắc ghét, cái việc mà các vị mắc thương và mắc 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 ô mắc dịch đó, thì các vị nghĩ nó ở đâu? Nó đâu phải là Như Lai, nó là vọng, nó là tác động, nó là duyên sanh, nó giống như bọt nước nổi chìm. Trời ơi, học cái kinh Pháp Môn Đà này tuyệt vời lắm các vị nghe. Tôi các vị quan hệ cho tôi tự do, tôi đập bàn đập ghế, tôi cống hiến cho các vị cái bộ kinh Pháp Môn Đà này. Cho nên Ngã Kim Quán Ngọc Chư Như Lai, bữa nay là cái ngày mùa Phật Đản, là cái mùa để nhắc lại cho con tắm gội, con tẩy rửa, con kỳ cọ những cái thứ mà xưa nay con lầm lẫn, con nhận phiền não lầm tâm, con nhận vật làm con nhận những cái thứ tham dục, dâm dục, thực dục, thị dục, vân vân, những cái thứ mà xưa nay con tưởng đâu nó là thiệt của mình đó. Ô, nó làm cho con nhiễm ô trần cáo, cho nên bữa nay con phải Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Con mới biết rồi, chỉ có cái trí thanh tịnh mới là công đức thành tựu được trang nghiêm. Ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Năm trượt chúng sanh con cấu, nó biết nó làm cho con bị cấu, cho nên bây giờ con phải tẩy nó để đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Rồi các vị thấy tiệt không? Rồi cái bốn câu kế: tỳ gia thành lý bất tằng sanh. Đừng có cho rằng nơi Ca Tỳ La Vệ là nơi Như Lai sanh nha. Ta La Thọ Giang bất tằng diệt. Đừng có cho rằng Ca Tỳ rừng Ta La sông Thọ là Như Lai diệt nha. Mà bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, cái chuyện mà không sanh không diệt mới thật là Đức Phật, mới thật là Như Lai. Mà nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết, xưa nay cặp mắt của con lấy cặp mắt phàm tục này, con nhìn con đi tìm Như Lai ở khắp sang hà đại địa, khắp hư không vô tận này để mà tìm Như Lai. Vô tình con ngửa mặt con tìm Như Lai bằng cái cặp mắt nhục này nè, cặp mắt thịt này nè. Cho nên bụi nó bay vào, tuyết nó rớt vào, nó làm cho con mù mờ, càng ngày càng mù mờ. Cái câu đó rất là rõ ràng. Bởi vậy ngày nay các vị thấy không học đạo, cho nên thì vậy mà ngày nay cứ cứ canh nha, mà thấy mấy cái đám mây á, mấy đám mây rồi thêm cái nạn mà khoa học nó phát minh, nó tiên tiến kỹ thuật nữa, cái rồi gặp thêm mấy cái tên lừa bịp nữa, cái nó làm sao mà từ cái đám mây nó làm giống 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 như tượng Phật vậy nè, giống giống như cái hình ảnh Phật xuống nha, mà cả hàng khối con người ta đưa máy lên chụp, rồi quảng tiên lên, nào là đây là Phật xuất thế. À, Phật xuất thế làm sao mà bây giờ con corona nó khắp đại hành tinh này, sao Phật không thương không độ đi? Thành ra tôi nói cho các vị biết rằng là học đạo Phật á, đừng nói tôi nói vậy là các vị cho rằng là tôi nói vậy là phỉ báng đạo Phật á. Nói như vậy là tôn trọng đạo Phật, là kính một lòng kính trọng cái dấu lấy chân thật của đạo Phật đó. Ở đạo Phật mà kinh tế là đạo Phật tín ngưỡng, là đạo Phật cầu nguyện, mà đạo Phật mà để mà thượng ông Phật lên trên chín tầng chín ba phẩm hay là ba cấp bàn thờ để mà lại, để mà xin, để mà nài đó, đó đó mới là bán rẻ đạo Phật đó. Còn đạo Phật thiệt là đạo Phật là gọi là ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, Ta La Thọ Giang bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Đã cặp mắt con nó nhìn thấy không thật rồi, nhìn thấy cuộc đời này cái gì cũng thật nhưng mà thật sự nó không thật, mà nhìn thấy nó thật mà lại thêm đã không nhìn cái gì mà rờ mó nắm bắt vậy. Đây nè, màu này màu đen nè, màu này màu trắng nè, màu này màu 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 xanh nè, những cái gì mà con gì mà còn nó còn không thật nè.
nó còn là gọi là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thì không, diệt danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đây nè, cái này là màu vàng nè, cái tách mà rớt xuống cái bình vậy là nó bể cái tách, cái là coi như là có cái gì đâu thật, nó vô ngã mà, nó vô thường mà, vậy mà nó còn không thật. Đừng nói chi nhìn cái đám mây, đừng nói chi nằm mơ thấy Phật xuống rờ đầu nói con ơi con là con của mẹ, Phật ta sẽ giúp cho con, hay là nhìn thấy đám mây kia thì các vị nghĩ đam mê nó chất chồng thêm mê. Mà như vậy á, mà người ta đi súng nhau, người ta tôn sùng, đó là đạo Phật, đó là đạo Phật, đó là đạo Phật, đó không phải đạo Phật thiệt của Như Lai Thế Tôn, của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời ơi, tôi nói như vậy mà thiệt á, tôi biết là tôi nói vậy là khó nghe, bởi vì người ta không hiểu rằng đạo Phật thiệt nó như vậy. Người ta cứ nghĩ là đạo Phật là cái gì đó mà nó phải trù tượng, nó phải quang đường, nó phải làm cho chúng sanh này rớt không tới. Chứ người ta không nghĩ rằng đạo Phật là cái đạo mà nó thực tế. Làm sao mà ngay nơi cái trần thế này mà con người có an lành, có giải thoát, có giác ngộ. Người ta không dám nghĩ như vậy. Mà các vị nghĩ không dám nghĩ như vậy thì các vị học Phật chừng nào các vị thành Phật? Các vị đi cầu, đi cúng, đi lại, đi bái, đi xin hoài chừng nào thành Phật? Các vị thử coi, đau không, đớn không? Mà nói như tôi thì các vị có nghĩ rằng là hy sinh mới dám nói không? Không phải là kể công, mình có khỉ khô gì mà kể công, nhưng mà nói cái kiểu này gọi là hy sinh mới dám nói. Nói như vậy là từ chết tới bị thương, từ đói cho tới mạt riệp cùng căn cố đế về vật chất, nhưng mà không giàu vô tận. Tôi nói thiệt cho huynh đệ là bây giờ tôi giàu vô tận. Mà như lời của thiền sư Từ Thông Như Quyển nói, ai biết được đời tôi thảnh thơi, lòng sáng hơn sao trời, trông ra xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, khi nhiếp thu trong một vì trần. Đó, giàu vậy đó. Thấy chiều ngày hôm qua và các vị thấy tôi ở bị trời lạnh, không lẽ ở trong phòng máy nóng hoài nó cũng ngột ngạt. Thôi quyết chí mở cửa nhà đi ra mé núi chân rừng hôm qua, rồi đi gặp cái nhà đẹp quay phim, rồi cái đi đã rồi gặp đường rầy xe lửa, xong rồi một hồi cái gặp cái chỗ mà ta tráng xi măng, ngồi đó tụng kinh một mình, không hề có cái người nào đi qua đi lại tiếng động. Trời ơi, ngồi tụng kinh Phật Phật bừng vô cùng tận, Phật khen vô cùng tận. Đó là Phật, Phật chính mình ngồi mà tụng cái bài mà khánh đản nè. Không nỡ sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi đêm dài, tâm tối đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu muôn loài vân vân. Hay vô cùng hay. Chiều nay tôi cũng làm vậy đó. Chiều nay tôi đi ra ngoài mé sông á, tôi đem bữa chiều nay là tôi đem cái mỏ theo, mà tôi cũng bắt đem cái mỏ cái gõ mỏ đó, cái chuông theo, cái chuông nhỏ, mỏ nhỏ theo. Tôi ra ngồi ngoài mé sông á, tôi tụng chú Đại Bi, tôi tụng Bát Nhã cho các vị nghe. Phật ở đó đó, Phật ở chỗ mà hoa rơi, lá rụng, chim kêu, dưỡng hú, cái nơi mà nó thanh tịnh, nó thanh vắng, nó trầm lặng. Cái Phật mà nơi mà chỗ mà con người nó không có tham, không sân, không si. Phật ở cái chỗ mà con người không có phiền não, nhiễm ô, thì cái đó mới là Phật. Tuyệt vậy đó, các vị học đạo học vậy đó, học như vậy nó không có uổng công, nó không có tốn tiền, mà không biết làm sao mà học ít quá. Nhưng mà không, trách nhiệm bổn phận, nói kiểu trách nhiệm bổn phận phải, chứ nói là cái giống như dòng nước thì phải chảy xuống, không sao. Bữa nay là nghe vậy là đông rồi, không sao. Các huynh đệ cứ việc, bây giờ này tôi nói là trâu già không ngán dao phai, ai nói xấu tôi cũng đã nói rồi, cứ việc bấm chia sẻ cho tất cả mọi người nghe. Người nào họ không ưa, họ vô họ nghe cái tôi nói cái gì cũng là gây cho họ, gấm cho họ cái mầm giáo pháp ở trong đó. Người thương họ nghe, họ tỏ ngộ nữa, cứ việc làm. Ai cũng phải cùng nhau. Những ai mà đã chấp nhận là theo tôi trên cái lộ trình này rồi đó, cứ bấm, gửi cho người ta nghe.
thậm chí cho người ta chửi tôi cũng được, chửi đã đi, bởi vì tôi bây giờ tôi cần những người mà nó không 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 quý mình, nó chửi mình thì nó là một cái quyến thuộc của mình đời sau à. Tôi không lấy ra là tôi sợ lắm, tôi nói là sợ đời sau mà họ đeo theo mình là mình chết với họ, nhưng mà lỡ rồi đi trên con đường Bồ Tát đạo thì coi như không sợ khó khăn, không nài gian khổ. Kể đi. Trời ơi, giảng kinh này đã quá, mới giới thiệu sơ sơ vậy chưa dịp gần hết giờ. Không sao, học kinh Phật Bảo Đàng này bao nhiêu cũng được hết. Trở lại cái vấn đề, nội dung của kinh Pháp Bảo Đàng mà cái bản kinh của lấy từ Động Đôn Hoàng ra đó thì đại khái chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất là thuật lại cái quá trình mà Huệ Năng đến cầu đạo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y pháp cho Huệ Năng. Các vị nên nhớ cái cách tôi nói chuyện, các vị phải quan hỷ. Lúc này tôi chưa dùng nhiều cái danh từ gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Khi nào mình nói chữ Lục Tổ Huệ Năng, khi nào mình chỉ nói tên thôi không sao. Bởi vì lúc này thuật lại cái quá trình mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao truyền y pháp cho Huệ Năng. Bởi vì lúc này mình chưa nói vấn đề tổ. Lúc này mới là một cậu thanh niên 21 tuổi. Cha bị ba đám nịnh thần nó tố, cho nên vì vậy mà bị có cái tội đối với triều đình, cho nên bị cách chức làm quan, rồi buồn bã, rồi cha chết, rồi Huệ Năng sống với mẹ hàng ngày hiếu thảo đốn củi nuôi mẹ. Cho tới khi một hôm thì Huệ Năng đi gặp một cái người tụng cái kinh, mà Huệ Năng đứng nghe kinh mà tâm đắc, rồi mới hỏi chứ ông tụng kinh gì, ông ở đâu. Nói tôi là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn phương Bắc tới đây, đang tụng cái kinh Kim Cang. Thế thì khi ngài Huệ Năng, bây giờ là Huệ Năng, khi Huệ Năng đứng nghe kinh Kim Cang tới cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, liền tỏ ngộ. Bây giờ thì gọi là cái duyên, cái phước tỏ ngộ là có phước duyên liền. Thì chính cái người đó ủng hộ cho Huệ Năng. Thật sự lúc này cũng chưa có Huệ Năng nữa, lúc này là Năng, cho Năng 10 lạng bạc để Năng đem về trao cho mẹ, để cho mẹ lấy tiền đó mà sinh sống. Và Năng quải gói theo lên đường trở về phương Bắc để diện kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái đó là tôi sẽ nói đoạn sau nếu kịp, không kịp thì tôi xin lướt qua. Thế thì cái bộ kinh Pháp Bảo Đàng chia làm 3 phần mà lấy từ bản kinh của Động Đôn Hoàng ra đó. Thứ nhất là thuật lại cái quá trình Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao truyền y bát cho Huệ Năng. Thứ hai là Huệ Năng giảng pháp cho đệ tử và các lời ứng đối của ngài về người hỏi pháp. Và cái điều cuối cùng, điều thứ ba đó là những lời dặn dò cho đồ đệ trước khi tổ Huệ Năng thì tật. Đó lúc này mới gọi là tổ. À, nó rõ ràng không? Cho nên tên quyển khách nó đủ là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàng Kinh, hay nó là Pháp Bảo Đàng. Mà nói đủ nữa đó là, như tôi nói hồi nãy đó là nó mà nó đầy đủ nữa đó là gì đó? Coi như là Lục Tổ cái gì quên rồi, là Thí Pháp đó. Trời, tự nhiên đang nói cái nó quên ngàn vậy, các vị cảm thông cho tôi bây giờ cũng như nó cũng như muốn khùng vậy đó. Nó là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Thí Pháp Đàn Kinh. Nhưng mà gọn lại một cái nữa thì thôi, thì nó là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh. Như là giới thiệu ban đầu thì kinh là những lời của Phật và thánh đệ tử của thời Đức Phật. Còn sau này chư tổ soạn lục lại thì gọi là luận, các vị thiền gia thiền sư viết lại thì gọi là ngữ lục,
Nhưng mà riêng cái pháp bảo đàn này thì được gọi là kinh, là vì theo như lời của sư ông Thanh Từ nói rất rõ ràng là do cái lời di chỉ, cái lời di nguyện của Huệ Năng. Có thể nói đây là bản kinh không phải dễ dàng như các bản kinh của Phật dạy. Kinh Pháp Bảo Đàn là những lời lục tổ Huệ Năng dạy đồ chúng và đồ chúng của Ngài soạn lục lại. Từ Tổ sư Ca Diếp, dòng chảy truyền thừa đến Đông Độ là 33 vị tổ sư, duy chỉ có Tổ Huệ Năng có một luận văn được gọi là kinh. Cái lời của sư ông Thanh Từ nói như thế này: lục tổ được xem như là một thiền sư, những lời ngài giảng được ghi lại lý đáng phải gọi là ngữ lục, nhưng tại sao quyển sách này lại để là Pháp Bảo Đàn Kinh? Đây là do lời di chúc của lục tổ, ngài dặn các đệ tử: sau khi ta tịch, muốn làm lợi ích cho người sau, các ngươi nên ghi những lời ta dạy thành một quyển sách đề tên là Pháp Bảo Đàn Kinh. Như vậy là y theo lời dạy của lục tổ nên quyển sách này đề tên như thế. Đó là lời của sư ông Thanh Từ. Có những điều tôi xin phép các vị là tôi xin trích dẫn. Vì vậy mà những cái bài mà sau khi tôi giảng xong tôi đăng lên, tôi không có để tên tôi ở dưới như ngày xưa. Những cái gì mà tôi để cái tên tôi ở dưới đó là có nghĩa là những cái điều đó tôi tự suy nghĩ, tôi soạn lục, tôi viết, nhưng mà bằng có những cái ý của mình ở trong đó, bằng cái tâm đắc của mình, cho nên tôi mới dám để cái tên tôi. Còn những cái bài mà các vị thấy thời gian như Kinh Di Đà hay là Kinh Chứng Đạo Ca về sau này là hoàn toàn ở dưới, tôi không bao giờ tôi để tên tôi, là các vị biết rồi. Là vì tôi có trích dẫn những lời của chư tiền bối, như cái lời tôi vừa đọc đó là lời của sư ông Thanh Từ, của thiền sư Thanh Từ. Pháp Bảo Đàn Kinh là tinh hoa của dòng thiền Đông Độ sáng soi phát triển ra thành Ngũ Gia Tông Phái Thiền Tông đến tận bây giờ. Ngũ Gia Tông Phái là Lâm Tế, là Tào Động, là Pháp Nhãn, là Quy Ngưỡng, là Vân Môn nè, năm phái. Năm tông phái này, kể cả kho tàng đồ sộ của Thiền Tông đều do nền tảng từ Kinh Pháp Bảo Đàn mà phát triển. Khả năng chứng ngộ của lục tổ, chúng ta thấy có hai lần mà lục tổ coi như là tầng thân tâm muội đó, sư tử tầng thân, sư tử phấn tấn đó, sư tử chuyển mình, sư tử bắt đầu là sư tử gầm đó, là có hai lần. Lần thứ nhất là khi ngũ tổ trao y bát và đưa qua sông, ôm bát chạy về phương Nam, bị Huệ Minh rượt theo và biết không thể chạy thoát khỏi, cho nên Huệ Năng đặt y bát lên phiến đá, chui vào bụi rậm. Huệ Minh đến nhắc y bát không lên, liền thưa: hành giả, tôi đến đây cầu pháp chứ không phải rượt cần y bát. Đó, hành giả là cư sĩ đó. Đó. Còn cái chuyện mà thật chất thì ban đầu thì Huệ Minh vì binh thầy mình là Thần Tú, vì muốn để muốn muốn tôn sùng ngài Thần Tú lên làm tổ, cho nên biết là dí theo để lấy y bát, chứ thật sự không có cầu pháp. Nhưng mà khi do bợ cái y bát không lên rồi đó thì mới quỳ sụp xuống, nó thành giả hành giả, tôi đến đây rước theo là cầu pháp chứ không phải cầu y bát. Thế thì bây giờ Huệ Năng, tại sao tôi chưa nói là tổ nghe, bây giờ là còn cư sĩ mà. Huệ Năng đi ra nói rồi lời rất là từ bi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó là bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh. Đó là một lần là thể hiện mình là sư tử. Lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi đi ngang một ngôi chùa, thấy hai vị tăng cãi nhau, một người thì nói phướng động, một người thì nói gió động. Hai ông sư cứ cãi nhau như vậy, cho nên Huệ Năng đứng lại gầm một lần nữa: tâm hai ông động chứ nào có phướng động, gió động đâu. Đó, đó là nói về cái quá trình mà lúc mà Huệ Năng chưa chánh thức mà gọi là dựng pháp tràng, lập tông chỉ, lúc còn là cư sĩ. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tâm thức an trú hiện tiền là bản lai diện mục. Cho nên khi học kinh như thật,
thấu ngộ chánh pháp, trực nhận ta là sư tử có đủ bản lĩnh vang dội chứ không phải là loài chó sói gâu gâu. Ta là hoàng đế ngự trên vương quốc của chính mình chứ không phải là kẻ ăn mày lót hết. Mọi người có khả năng ban phát niềm vui đẹp yêu thương cho người chứ không phải đi xin nài nỉ tình thương của người. Đó là đạo Phật thiệt là vậy đó. Đạo Phật thiệt là mỗi người là hoàng đế của chính mình, mỗi người là ngự trị trên vương quốc của mình chứ không phải mình là kẻ ăn mày lót hết. Bởi vì cái pháp của Phật, cái thất thánh tài của Phật, cái kho tàng đồ sộ quý giá vô giá của đạo Phật, mỗi người có quyền thừa hưởng mà. Mỗi người có quyền ngự trên cái lâu đài của chính mình, mọi người là hoàng đế của chính mình mà, chứ đâu phải là cái ăn mày lót hết đâu. Và mỗi người chúng ta có khả năng ban phát niềm vui yêu thương cho người, chứ đâu phải đi nài nỉ xin tình thương của người. À, các vị thấy rõ như vậy đó, cho nên đạo Phật thiệt là vậy đó. Hay nói rõ hơn là gạo thì không gạo thì mới nấu thành cơm, chứ cát thì không thể nấu thành cơm. Dầu cho nấu muôn ngàn vĩnh kiếp đi nữa thì cát cũng là cát chứ không có thành cơm. Cho nên tự trong chính tâm thức mình là Phật, cho nên mình tu hành mới thành Phật, chứ không có Phật nào bên ngoài nhảy vào. Cũng con người này, cũng tâm thức này mà người biết tu tập thì niềm an lạc nó hiển lộ. Đó là cái điều tôi giới thiệu. Thứ nhất là tôi xin nói tóm yếu về tán dương thâm nghĩa của Kinh Pháp Bảo Đàng. Bây giờ huynh đệ mình còn 7 phút nữa, thôi mình ráng học 15 phút nữa đi nha. Mình đi ngang cho nó rồi cái phần dòng chảy lịch sử hình thành Kinh Pháp Bảo Đàng. Ráng 15 phút nữa nha, các vị cố gắng đừng ngán, cố gắng. Thời gian nó qua mau lắm. Mà tôi nghĩ tôi chọn cái giờ này để bên Việt Nam sau cái giờ làm việc rồi. Nhưng mà nó cũng thất bại là giờ này thì tôi biết là một số lo nội trợ, lo cơm nước, đàn ông thì lo tưới tẩm, cây trái, phụ nữ, đàn bà thì lo cơm nước, mà thôi kệ đi, không sao. Chứ nếu như mà tôi để 9 giờ tôi mới giảng là 8 giờ Việt Nam thì các vị rảnh hơn. Nhưng mà ngược lại cái giờ đó thì lại các vị ở nước ngoài lại đi làm. Cho nên thôi thì các vị mỗi người nhường qua nhường lại một chút. Mình cố gắng gói gọn một chút. Giờ một tuần mình chỉ có 2 buổi học Kinh Pháp Bảo Đàng thôi. Tôi xin nhắc trở lại là thứ 3 và thứ 5 nha. Cố gắng. Dòng lịch sử để hình thành Kinh Pháp Bảo Đàng. Kinh văn này có mặt cái thời Thịnh Đường thế kỷ thứ 7. Đời Đường nó có 3, chia làm 3 cái giai đoạn: Thịnh Đường, Vãng Đường và Trung Đường. Như vậy kinh này có mặt ở thời Thịnh Đường. Thời này hoàng kim về mọi mặt như tơ lụa nè, gốm sứ nè, có chữ viết nè. Và chữ viết đó chưa có giấy bút, cho nên chữ viết này được khắc vào mộc bản. Cái thời này mà giấy bút còn chưa đủ cho nên khắc vào mộc bản. Nếu nói rằng trong cái dòng lịch sử của Trung Hoa lục địa thì chư huynh đệ biết rằng chỉ có cái thời Đường là dường như là cái thời nó có những cái điều mà phồn thịnh về mọi mặt nhất, đó là tơ lụa được bán rộng rãi các cái châu lục, các cái quốc gia. Gốm sứ là thời Đường cũng có giá trị, rồi có chữ viết được khắc vào mộc bản. Và đặc biệt cái thời Đường này nó có một cái vấn đề kỳ vĩ mà nó làm đảo điên cái xã hội nhân loại thời bấy giờ của Đông Độ, đó là nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Mà xưa nay Trung Hoa lục địa gọi là chưa có bao giờ có một người nữ nào mà lên ngôi hoàng đế. Dầu sao có như là Từ Hy Thái Hậu hay là có nhiều vị khác, nhưng mà duy chỉ có nữ hoàng Võ Tắc Thiên là một con người gọi là làm đảo điên cái phong trào, cái thời cuộc phong kiến bây giờ.
Thời đại này có một người nữ vượt bao chướng nạn bởi kỳ thị trọng nam khinh nữ của phong kiến mà lên ngôi hoàng đế, đó là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên rất sùng mộ Phật giáo. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên có ba việc mà liên quan tới Pháp Bảo Đàn, liên quan tới Huệ Năng Lục Tổ, đó là nữ hoàng Võ Tắc Thiên chiếu thư thỉnh Lục Tổ về triều, về Bắc Triều thuyết pháp, từ phương Nam về phương Bắc thuyết pháp, nhưng Lục Tổ từ chối và nữ hoàng phải sai người đến Tàu Khê để học pháp với Lục Tổ, đem trở về giảng nói lại cho bà nghe. Cho nên các vị nên nhớ, nếu vị nào mà nói càn, nói bậy, nói sai quấy rằng là Lục Tổ được Võ Tắc Thiên mời về triều để giảng, Lục Tổ về triều giảng, đó là nói sai lịch sử 100%. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên ra chiếu thư thỉnh Lục Tổ về triều thuyết pháp, nhưng Lục Tổ từ chối hẳn. Mà cái này thì có liên quan tới, như tôi đã giảng chứng đạo ca cái kỳ rồi đó, liên quan tới Ngài Thần Tú. Chính Ngài Thần Tú đệ trình lên, giống như là gọi là đề nghị đó, đề nghị Võ Tắc Thiên hoàng đế thỉnh Lục Tổ ra chiếu thư thỉnh. Và đồng thời với cái tấm lòng của Võ Tắc Thiên rất sùng mộ đạo Phật, thế thì bà thỉnh Lục Tổ về triều thuyết pháp, nhưng mà Lục Tổ từ chối. Cuối cùng thì bà phải sai người đến Tàu Khê học pháp, và học xong về giảng nói lại cho bà nghe. Đó là điều thứ nhất của nữ hoàng Võ Tắc Thiên liên quan tới Lục Tổ Huệ Năng và Pháp Bảo Đàn. Điều thứ hai là khi mà cái người được bà sai tới Tàu Khê học pháp với Lục Tổ về giảng nói bà nghe, bà rất tâm đắc, bà cúi đầu cung kính, thế là bà đền ơn cái lời cao thượng, cái pháp bảo đó mà bà ban y bát cho người đem tới, đem về Tàu Khê để dân cúng dường Lục Tổ. Cái điều thứ ba là khi Tổ Huệ Năng viên tịch, nữ hoàng Võ Tắc Thiên sắc phong Lục Tổ cái hiệu là Đại Giám Thiền Sư. Đại Giám Thiền Sư. Cho nên lịch sử đã đi qua, thì tôi cũng khẳng định một điều rằng ai bảo đảm lịch sử đúng? Đó là câu hỏi để cho những ai thấu rõ dòng chảy lịch sử nhân loại bớt miệt thị khinh sức của phận nữ lưu như hoàng đế Võ Tắc Thiên. Mà chính trong cái truyện Kiều Thi Hà Nguyễn Du đã nói rằng đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Dòng lịch sử của Trung Hoa lục địa bây giờ, nhất là giới mài râu, rất khó chịu khi có một vị nữ hoàng phá tung lịch sử bao đời của phong kiến. Xét xem ngài xét xem ngoài hoàng đế Võ Tắc Thiên thì trong lịch sử Trung Hoa chưa có một nữ lưu anh kiệt nào dám hùng cường quật khởi ngang sức với nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Trở lại vấn đề mà chúng ta đề cập tới là khi nghe tin Lục Tổ giảng pháp ở phương Nam, nữ hoàng sai nội giám đến thỉnh Lục Tổ về Lạc Dương hoằng hóa. Lục Tổ từ chối, cho nên nữ hoàng sai những vị quan trí thức đến nghe học những lời pháp yếu của Lục Tổ giảng thuyết, đem về truyền tụng lại cho nữ hoàng học. Lần thứ hai, sau khi nghe những lời pháp yếu trình bày, trình lại, nữ hoàng thành kính ban y bát. Và điều thứ ba, đến khi Lục Tổ viên tịch, nữ hoàng sắc phong Lục Tổ là Đại Giám Thiền Sư. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên làm vua 21 năm dưới một triều đại đầy quan chức tài ba, chứ không phải là triều đại mà gọi là quá ư là ngu dốt. Chỉ có cái rằng là vì cái triều đại bây giờ đó, sau khi vua Đường Thế Dân hả, Lý Thế Dân là Đường Thái Tổ, rồi tới Lý Trị là chỉ có cái là sau khi mà Đường Thế Dân chết,
đường lý trị thì dường như có vẻ hơi yếu về cái mặt nắm binh quyền, nghĩa là hơi bất tài, hơi nhu nhược một chút đó. Vì vậy mà Võ Tắc Thiên mới nhiếp chính, và cuối cùng thì Lý Trị chết thì bà mới lên ngôi hoàng đế đó. Nhưng mà thật sự một điều, những cái người mà gọi là tài ba thời bấy giờ như Địch Nhân Kiệt nè, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hứa Kính Tôn, thật sự là điều ngán nể bà hết, ngán nể. Mà coi như là tìm cách để triệt bà, không còn một cái chỗ gọi là một miếng chỗ đất sống. Nhưng mà bà cố gắng, do thứ nhất là tôi nghĩ rằng mình nói theo cái thế gian họ nói là do cái phước này không phải của riêng bà có không thôi, mà cái phước của dòng tộc, cái phước của lịch sử nhân loại của Trung Hoa lục địa thời bấy giờ. Cho nên có một người đàn bà, một người coi như chấp nhận hy sinh mà lên ngôi, mà coi như triệt hết những cái người mà gọi là bất tài vô dụng. Mà cái điều mà tôi tâm đắc mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, thì cái tấm lòng của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bà cũng biết rằng khi mà bà lên ngôi hoàng đế đó thì hiển nhiên là bà có cái ân huệ rất lớn, đặc biệt là nữ hoàng lên ngôi hoàng đế có cái ân huệ rất lớn. Nhưng mà bởi vì có những cái khi mà chưa lên ngôi á, thì nữ hoàng cũng phải triệt để những cái người mà coi như quyết chí giết bà, mà giết bà mà bằng mọi cách phải giết Võ Tắc Thiên. Cho nên vì lúc đó mà bà chưa nắm được binh quyền thì bà phải nghĩ cái cách này cách khác, gọi là cũng có cái chỗ thanh trừng nhau. Nhưng mà khi lên ngôi rồi đó, bà nhiếp chính cho tới khi lên ngôi hoàng đế, thì nữ hoàng lại là người ban ơn bố đức. Bà soạn ra những cái điều mà rất là đặc biệt, mà ngày nay chúng ta nếu như một quốc gia nào nhỏ hay là lớn mà làm những cái điều như bà, thì tôi nghĩ rằng xã hội nó sẽ bớt đảo điên. Thứ nhất là Võ Tắc Thiên đẩy mạnh cái việc làm ruộng, chăn tằm, giảm bớt cái khó nhọc cho trăm họ. Thứ hai là bỏ xu thế của các vùng quê nghèo, gọi là cái vùng trắng biên của phía Bắc, miền Bắc. Thứ ba là phục hồi đạo đức để chung sống hòa bình. Thứ tư là sống không được xa xỉ, lãng phí. Thứ năm là bớt đi bắt lính, lấy lính. Thứ sáu là bà cho phép trình bày ý kiến nguyện vọng riêng. Thứ bảy là loại bỏ quan lại tham nhũng và những kẻ chỉ biết làm theo lệnh trên một cách nịnh bợ ngu dốt. Thứ tám là mọi con cháu họ Lý và trăm quan phải học đạo đức kinh, bởi vì bây giờ cái thời đó là tôn sùng Lý Nhĩ đó, nghĩa là Lão Tử đó. Lão Tử cũng là dòng họ Lý. Cho nên tuy rằng bà bực mình vì vì chơi bà sát gián cho nên bà phải triệt dòng họ Lý, nhưng mà thật sự không phải bà triệt gọi là tru di cửu tộc hay tam tộc. Quý vị nên nhớ đặc biệt triệt những cái người mà chống đối với bà, nhưng mà cuối cùng 21 năm bà cai trị đất nước Trung Hoa rồi bà cũng giao lại cho họ Lý trở lại đời đường, chứ đâu có phải mà bà tham quyền cố vị mãi đâu. Rồi bà cho phép để tang bố mẹ thời gian như nhau, bởi vì thời đó là cha trọng chứ mẹ thì khinh, cho nên bây giờ bà nói là phải để tang, không để tang thì thôi, để tang thì cùng 3 năm như nhau. Quan lại về hưu thì được giữ nguyên phẩm hàm, tăng lương cho quan lại từ hàng bát phẩm trở lên. Những quan lại lâu năm được xét thăng trạch, được bổng lộc nếu có công trạng, vân vân. Thế thì bà ban ơn gọi là một cái ân huệ rất là rõ ràng như vậy. Vì vậy mà 21 năm của bà làm vua dường như là rất là yên bình, thần dân yên bình. Thậm chí các vị nên nhớ rằng có một soạn giả mà soạn cho cô Lệ Thủy có hát mà tôi hay hát hoài đó. Mà nên là có những đêm ta thao thức suốt canh thâu, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Ta kinh sợ, ta thù chính bản thân ta. Nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của quy quyền, thì thân ta nào là phải của riêng ta. Nên thân này, thân xác này, thịt da này là bây giờ là của Giang Sang Cẩm Tú, ý nghĩa này, quyết định này là của thần dân.
cái lời của soạn giả đó, tuy rằng soạn mà cô Lệ Thủy cô hát muốn tréo mồm mà nghe, nhưng mà cũng rất ý nghĩa. Bởi vì lý do rằng là soạn cái được cái chữ trắc không à, nhưng mà cô Lệ Thủy cô hát cái đoạn đó các vị gõ vô nữ hoàng võ tắc thiên, mà cô Lệ Thủy cô trích đoạn cái văn nó rất là hay, cái ý nghĩa, cái tâm sự của một nữ hoàng võ tắc thiên. Một lần nọ thì có một cái lời hịch là cái lời hiệu triệu, cái lời chống phá đó, cái lời mà kêu gọi mọi người phải hợp lực lại đó, của Lạng Tân Vương. Thì các vị biết là ông Lạng Tân Vương cũng viết cái lời hịch mà ông chửi hết dòng họ tổ tiên môi từ cao tầng cố tổ của Võ Tắc Thiên, không còn một cái gì mà ông tha hết trơn. Ông chửi cả dòng cả họ ra, họ Võ Tắc Thiên ra, ông bôi nhọ, ông gửi coi như là ông đóng vô một bản, ông gửi, ông dán tùm lum hết. Thì có một vị quan đem cái lời hịch đó cho hoàng đế Võ Tắc Thiên coi. Bà đọc cái lời hịch đó, bà cười, bà mừng, bà nói trời ơi, nước non ta, giang sơn ta có một người tài giỏi như thế mà tại sao chúng ta không thu phục. Bà mừng. Thì cái ông quan mới nói là thưa hoàng đế, nó chửi cả dòng họ tổ tông của hoàng đế mà tại sao hoàng đế cười mà hoàng đế đòi thu phục. Bà nói không, đây là một tên không vừa, một tướng tài của quốc gia. Bà cho người bắt Lạng Tân Vương, khi mà bắt Lạng Tân Vương về, bà rất bình tĩnh, bà cho bình thân, bà mời ngồi. Mà bà không có một cái vẻ gì mà giận dữ hết. Bà mới gạn hỏi rằng, nhà ngươi ghét ta lắm sao? Nhà ngươi ghét ta lắm sao? Nhà ngươi ghét ta là tại vì ta nắm giang sang này à? Nếu ta nắm giang sang này mà nhà ngươi ghét ta thì cũng được. Còn ngươi à, tổ tông ta, dòng họ ta, cha mẹ ta có liên quan gì với triều đình này mà hà cớ ngươi đem hết cả họ Võ ba đời cố tổ ta ra mà ngươi bôi nhọ như thế? Và hỏi rất là nhẹ nhàng. Ta biết nhà ngươi ghét ta là vì ta nắm giang sơn này, nhưng dòng họ ta, cố tổ ta, họ tộc ta, họ Võ ta đâu có làm gì cho nhà ngươi, đâu có liên quan gì tới triều đình mà ngươi phải đem ra bôi nhọ. Rất bình tĩnh. Bây giờ Lạng Tân Vương mới báp rằng là nếu như tôi không sỉ nhục dòng họ Võ nhà bà thì ai là người nghe theo tôi? Các chị nhớ không? Cho nên thành ra tôi mới thấy cái lời chửi cũng hay đó. Cái người nào mà chửi ngay bản thân người đó ít ra nghe là phải đem ra môi móc cố tổ thân sơ cao tầng thổ khảo gì bảy đời rồi. Người bắt họ chửi là 33 họ cha, 36 họ mẹ gì đó, thất tổ của quyền ra họ chửi thì người ta mới nghe. Cho nên Lạng Tân Vương trả lời một câu rất rõ ràng, tôi không, nếu tôi ta mà không sỉ nhục cố tổ dòng họ Võ nhà ngươi thì ta không thể nào xách động được quần chúng. Cho nên khi mà nói vậy thì nữ hoàng nói đúng. Nếu như mà ngươi không làm như vậy thì quần chúng không nghe ngươi là đúng. Cho nên một người hoàng đế, một người nữ hoàng rất điềm đạm, rất bình tĩnh. Cho nên chúng ta hiểu kỹ nữ hoàng Võ Tắc Thiên vẫn canh cánh trong tâm hồn sự độ lượng, sự khoan dung, tài đức. Nếu như nữ hoàng không có tài đức thì làm gì nắm binh quyền hơn 20 năm. Khi các triều đại nhà vua có ai mà nắm được binh quyền triều chính lâu như bà đâu. Có thể nói nữ hoàng lên ngôi trị vì thiên hạ chỉ sau cái thời Đại Đường mới có hai đời. Đời thứ nhất là Đường Cao Tổ, là Đường Lý Thế Dân. Rồi Lý Thế Dân là coi như các vị biết là ông thu phục mà. Ông thu phục tất cả những tướng tài của xã hội thời bấy giờ về dưới trướng ông hết mà. Vậy mà tới đời thứ hai là Đường Lý Trị, là coi như bà nhu nhược, là bà lên nắm binh quyền, là các vị nghĩ như sao? Một con người kỳ vĩ trong thiên hạ. Đây không phải dòng họ gì tôi mà tôi khen nha, nhưng mà tôi muốn nói lên cái con người thật của lịch sử đặc biệt nha.
chứ đừng có mai mốt là ai vô chửi tôi nói là chắc bà nữ hoàng võ tắc thiên là dòng họ cố tổ ba sáu họ cha ba ba họ mẹ của ông thầy thiện tài nên ông khen dữ vậy không có. Cái nào hay lịch sử nhân loại đi qua, cái gì hay mình nói ra, đừng có nghe những cái điều mà nó xuyên tạc, bởi vì xuyên tạc nào là nữ hoàng là dâm dục đồ làm gì có các vị. Một cái cuốn mà của thằng cha gì đó mà viết chửi quá trời chửi nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bởi vì cái đấng mày râu á nó ganh tị một người đàn bà mà lên nắm binh quyền mà trị vì cái quốc gia phồn thịnh 21 năm mà đâu phải vừa. Mà Võ Tắc Thiên các vị biết là bà sống cái tuổi thọ bà cũng không phải vừa nữa, nhưng sống 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 cao lắm mà sống hơn tuổi thọ của các vị dương đế à. Mà sau khi mà bà nhường ngôi trở lại cho đời nhà Lý trở lại để tiếp tục đời hậu Đường là bà được được vua Đường nuôi dưỡng đàng hoàng cho tới ngày viên mãn à. Chứ nếu như mà bà làm sai trái thì các vị nghĩ coi đời vua mà nắm trở lại binh quyền có tha thứ hay không đó. Vì vậy mà tôi xin nhắc nhở các vị á, cái Trung Hoa lục địa đó một thời hoàng kim của một cái nền văn hóa là mỗi một thước thước vuông đất của Trung Hoa lục địa đều có lịch sử ở trong đó. Nhưng mà ngày nay thì mình đau đớn, ê chề sau khi một cái xã hội nó phát triển rồi rồi một xã hội nó như vậy là nó như vậy thôi thì tôi không đụng tới chính trị. Nhưng mà ý nói rằng nếu nói rằng cái thời tiền sử một thước vuông đất của Trung Hoa lục địa là một lịch sử gắn liền ở trong đó, một lịch sử hoàng kim của nhân loại của bây giờ đó. Mà bây giờ thì các vị thấy đau đớn. Có thể nói nữ hoàng lên ngôi trị vì thiên hạ chỉ sau hai thời đại của nhà Đường. Thứ nhất là Lý Thế Dân gọi là Đường Thái Tông thu phục Giang Sang về một mối phú cường hưng thịnh. Thứ hai là Đường Lý Trị là vua Lý Trị là Đường Cao Tông năm Thượng Nguyên thứ hai tức năm 675 bà được quyền nhiếp chính. Và ngày 9 tháng 9 âm lịch năm 690 hoàng đế Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi. Coi như đổi nhà Đường thành nhà Chu và dời kinh thành về Lạc Dương. Thôi quá giờ rồi, tới đây mình tạm ngưng. Hẹn thứ năm chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Thứ năm là bắt đầu chúng ta chỉ nói một đoạn nữa là chúng ta đi chính thức vào kinh Pháp Bảo Đàn. Cảm ơn các vị, cố gắng và sẽ chia cùng nhau để mà quảng bá cái giáo lý thật của Đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.